phổ phim Kim Mao Sư Dương. Tập 20. Tạ Tốn. Là cô sao? Tại sao huynh đi giết người khắp nơi chứ? Thiên hạ rộng lớn, nhưng rất khó tìm được tung tích của Thành Khôn. Hay là vậy, huynh lên đỉnh Quang Minh trước, tôi nhờ giáo chúng Minh giáo đi tìm giùm huynh. Không cần, thù của tôi tự tôi biết trả, tôi cũng không liên lụy tới Minh giáo. Tôi nhất định phải giết được Thành Khôn mới trả được mối thù của cả nhà. Nhưng huynh vì trả thù đi giết người khắp nơi, thù lớn chưa trả được, tôi sợ thiên hạ đã đại loạn rồi. Chuyện đó tôi cũng không muốn, nhưng từ khi tôi luyện xong Thất Thương Quyền, mỗi lần sấm chớp nổi lên, tôi liền tùy tiện giết người để trút giận. Không ngờ luyện Thất Thương Quyền không chỉ làm cho lục phủ ngũ tạng của huynh bị tổn thương, mà còn làm cho huynh mất đi lý tính. Biết trước như vậy, không đi tìm Quyền Phổ thì đâu có chuyện gì. Nếu tôi không luyện được Thất Thương Quyền, thực tế tôi không tài nào giết được Thành Khôn cả. Nhưng huynh muốn giết người thôi, đâu cần đi giết người khắp nơi. Tất cả những kẻ tôi giết toàn là đại gian đại ác, giết không đáng tiếc. Nhưng mà huynh để lại thư giá họa cho Thành Khôn, huynh nghĩ huynh làm như vậy có thể buộc hắn xuất hiện sao? Thực tế tôi không tìm được cách nào khác hay hơn. Mỗi khi tôi nghĩ tới những người chết, mối thù sâu nặng nề, tôi nhất định phải trả. Huynh vì trả thù, huynh đã hại bản thân của mình rồi. Huynh có biết không, bây giờ cả thế gian này đều nói huynh là cuồng ma giết người đó. Tôi không nghĩ đến những chuyện khác nữa. Thật ra cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nếu mai này tôi có cơ hội để trả được thù, tôi nhất định trả ơn cho cô. Bây giờ huynh định làm gì? Tiếp tục truy tìm tung tích của Thành Khôn, nhất định phải tìm hắn trả thù. Coi như tôi xin huynh, huynh đừng giết người nữa. Nếu huynh muốn trả ơn tôi thì phải hứa với tôi. Thực tế tôi không tài nào khống chế bản thân được. Hay là để tôi đi với huynh, khi huynh mất hết lý trí tôi có thể giúp huynh. Tham kiến Không Kiến đại sư. Thành thí chủ tới Thiếu Lâm mấy ngày nay có quen hay không? Từ lâu Thành Khôn đã đầu gương với cánh cửa của Thiếu Lâm, không biết chừng nào đại sư mới chịu nhận tôi làm đệ tử. A Di Đà Phật, ông có lòng sám hối, có ý sửa đổi, nhưng mà tâm ma chưa trừ,
vẫn chưa tới lúc. Đại sư à, vậy thật ra tôi phải đợi tới chừng nào mới được? Hay, thí chủ cần gì phải nôn nóng chứ? Có duyên với Phật hay là không cũng còn tùy duyên của bản thân thí chủ. Nè, nếu ông có thể trút bỏ chuyện trần tục, tự động sẽ tu được tâm chính thôi, có hiểu không? À, Thành không hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi nhất định thành tâm tu luyện, thành tâm thành ý, quy y ngã Phật. Tốt, ngã Phật từ bi phổ độ, một ngày nào đó, Thành thí chủ nhất định được giải thoát. Đa tạ đại sư điểm quá. Hễ khi Phật duyên tới, tôi nhất định nhận ông làm đệ tử. Thiên tài, thiên tài. Đi đi. Uống nước đi. Tạ Tuấn, có sao vậy? Nè, có sao vậy? Tạ Tuấn, Tạ Tuấn, Tạ Tuấn, có sao rồi? Nè, chỗ tôi lại. Đừng mà. Hả? Nước, cho tôi nước. Tôi đi lấy. Sư muội, muội đừng lo lắng quá. Đứa nhỏ có thím Lý chăm sóc, chắc chắn là không sao đâu. Đứa nhỏ mới chào đời 3 tháng đã chia tay với muội rồi. Nếu chúng ta đừng nói lên Gami, lỡ như bị sư phụ biết được, chẳng phải là càng tệ hơn sao? Sư huynh, huynh đừng nói cho ai biết về chuyện của đứa nhỏ nha. Chúng ta đã là phu phụ rồi, không lẽ muội không tin huynh sao? Nó không phải là cốt nhục thân sinh của huynh, huynh cũng tốt với nó, đúng là đáng quý. Huynh đã nói rồi, huynh không chấp nhất những chuyện này. Hay là chúng ta vào miếu quan trú một lát, đợi trời quang mây tạnh rồi hãy đi. Hình như hắn là Tạ Tốn. Hắn có vẻ thần trí bất minh. Sư huynh cẩn thận. Chúng ta mặc kệ đi. Đi đi. Sư huynh, trả lời muội đi, sư huynh. Tạ Tốn, huynh đừng giết người nữa. Huynh đừng giết người nữa mà. Tạ Tốn, huynh cần chế bản thân mình đi được không? Huynh làm vậy khác gì giả thú chứ hả? Bình tĩnh lại đi. Huynh làm được mà. Từ từ, huynh làm được mà. Huynh làm được hả? Huynh làm được mà.
Sư huynh. Phương cô nương, ta tốn dư luyện công cho nên tẩu quả nhập ma, mất hết lý trí. Huynh ấy không cố ý giết sư huynh của cô đâu. Sư huynh tôi không bằng người ta, tôi còn gì để nói chứ. Phương cô nương, cô tha thứ cho tạ tốn đi. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô và tạ tốn nữa. Cô đi đi, từ đây tôi không muốn nhìn thấy các người. Sư huynh. Tiểu Nhi. Dạ. Tất cả mọi người đều sợ huynh, tất cả đều chạy hết rồi. Tiểu Nhi, mở cửa ra. Khách quan, rượu đây. Tham kiến giáo chủ, Thập Pháp Vương. Có chuyện gì? Giáo chủ, được, ngươi cứ đi trước đi. Thuộc hạ cáo lui. Thực ra là chuyện gì? Không có, chuyện nhỏ thôi. Cô cho người truy tìm tung tích của Thành Khôn, hắn đã tới đây. Chắc chắn báo cho cô biết Thành Khôn đang ở đâu. Thực ra Thành Khôn đang ở đâu? Huynh đừng hỏi tôi nữa. Cô biết hắn ở đâu cũng không nói cho tôi biết à? Tôi không thể nói cho huynh biết. Tại sao? Tại vì dính líu quá lớn. Nếu cô không muốn tôi tàn sát giang hồ thì cô phải nói cho tôi biết Thành Khôn đang ở đâu. Hắn ở Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự thì rất nhiều cao thủ, huynh tới đó thì chỉ có con đường chết thôi. Thiếu Lâm Tự vốn là thánh địa Phật môn, chỉ cần tôi nói rõ ý định, tôi nghĩ họ cũng không nói ngang ngược đâu. Nhưng mà Thành Khôn nham hiểm gian trá, nếu hắn không chịu gặp huynh, huynh sẽ làm gì? Tôi đành phải xông vào Thiếu Lâm. Huynh không thể làm như vậy được. Sự thế bây giờ, tôi chỉ có thể gặp ai giết đó. Huynh làm như vậy chỉ là tự tìm cái chết thôi. Chuyện tôi đã quyết định, không ai thay đổi được. A-di-đà Phật, tạ thí chủ. Không khiến đại sư sẽ mau chóng ra gặp ông. Xin tạ thí chủ đứng đây chờ một lát. Đại sư, tạ tốn đã tìm tới Thiếu Lâm này. Ngài để tôi ra ngoài gặp hắn đi. Hơi, tạ tốn có thù hằn sâu nặng với ông. Nếu tôi cho ông ra ngoài, khác nào máu rửa Thiếu Lâm. Hắn đã tìm tới đây rồi, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu tôi cho ông ra ngoài, chắc chắn có một trận tàn sát. Ta không thể nào ngăn được chuyện này. Người xuất gia từ bi phổ độ. Vậy đi, để lão nạp ra ngoài hóa giải cho ông. Đại sư à, chuyện này là do tôi gây ra mà. Người nào làm thì người đó chịu. Phải để cho tôi ra ngoài mới đúng chứ. Tất cả ân oán trên đời đều khó giải quyết. Để lão nạp ra ngoài hóa giải hận thù này cho ông, coi như công đức viên mãn. Đại sư à, tôi sợ tạ tốn sẽ làm tổn thương ông. Yên tâm đi, tạ tốn không làm gì được ta. A-di-đà-phật. Đại sư. A-di-đà-phật. Lão nạp pháp hiệu Không Kiến. Chẳng hay tạ thí chủ lên Thiếu Lâm có chuyện gì không? Tôi tới đây tìm Thành Khôn hỏi tội. Tạ thí chủ, tôi biết ông và Thành Khôn có mối thù sâu nặng, nhưng Thành thí chủ đã ân hận trong lòng. Ông ta muốn xuất gia tu hành, chấm dứt trần duyên. Không Kiến đại sư, ân oán giữa tôi và Thành Khôn hôm nay nhất định phải có sự giải quyết. Ông gọi hắn ra đây. Tạ thí chủ,
tất cả ân oán trên thế gian giống như mây khói thoáng qua. Phải, ông ta giết người thân của ông, nhưng người chết không thể sống lại, ông hà tất đeo bám như vậy? Tôi chỉ biết giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Thành Khôn đã giết cả nhà của tôi rồi, cho dù tôi có giết hắn, hắn cũng chỉ đền một mạng mà thôi, coi như nhẹ cho hắn rồi. Hả? Ý ông muốn nói không giết Thành Khôn ông quyết không bỏ qua sao? Từ lâu Tạ Tống Đại đã bất chấp tính mạng của mình, không lấy mạng của Thành Khôn thế không bỏ qua. Không Kiến đại sư, tôi hiểu ông muốn biến gươm đao thành bạch ngọc, nhưng tâm ý của tôi đã quyết, mối thù này tôi nhất định phải trả. Tạ thi chủ. Đại sư, nếu Thành Khôn không chịu ra, tôi đành phải xông vào Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự là nơi thanh tịnh của Phật môn, ai cho ngươi ăn nói ngông cuồng? Nè Tạ thi chủ, lão nạp cũng vì muốn hóa giải ân oán giữa ông và Thành Khôn, nếu lão nạp đồng ý gánh tội lỗi này, mối thù ông cứ trả lên người của tôi, ông thấy sao? Đại sư, ý của ông là? Tạ thi chủ, Thành Khôn đã giết cả nhà 13 người của ông, nếu lão nạp chịu nhận 13 quyền của ông, ân oán này coi như bỏ qua đi. E rằng ông không chịu nổi 3 quyền của tôi, xương cốt toàn thân của ông đã bị thất thương quyền của tôi làm gãy. Được, nếu vậy tôi đánh cược. Nếu như tôi chịu nổi 13 quyền của ông vẫn đứng yên ở đây, ân oán giữa ông và Thành Khôn coi như hóa giải. Nếu tôi chết bởi 13 quyền này, ông cũng không cần chịu trách nhiệm. Còn ân oán giữa hai người, tôi cũng không xen vào nữa. Được, quân tử nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã năng truy. Thất thương quyền của ông không thể đả thương tôi. Thần công kim căn bất hoại thể. Tạ thi chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tạ thi chủ, ông đã sử dụng 12 quyền, bây giờ tôi chờ quyền thứ 13 của ông. Đại sư, tôi biết thất thương quyền của tôi không thể đả thương ông, nhưng mà mối thù này tôi không thể không trả. Công Kiến đại sư, Công Kiến đại sư, Công Kiến đại sư, Công Kiến đại sư, Công Kiến đại sư. Đại sư, tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi, xin ông đừng trách tôi. Tạ thi chủ, ông nôn nóng trả thù, tôi không trách ông. Bây giờ ông đã làm tôi bị thương, đó cũng là ý trời. Đại sư, nếu không tại ông ngăn cản tôi tự tử, tôi không thể nào làm ông tổn thương được. Tạ Tốn thật sự. Nè, sự thế bây giờ, tôi không thể hóa giải ân oán của hai người. Tôi chỉ hy vọng ông hứa với tôi một chuyện. Xin đại sư cứ nói. Thiêu Lâm vốn là nơi Phật môn thanh tịnh,
ông đừng xông vào Thiếu Lâm, vi phạm thanh quy của thánh địa. À. Được, tôi hứa với ông, tôi không xông vào Thiếu Lâm. Được, được, có nhân ắt có quả. Cho dù ông giết thành khôn, đó cũng là ác quả của ông. Ông nghe tôi nói, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật, quay đầu là bờ. Không kiến đại sư, không ngờ ông vì quá giải ân oán giữa tôi và thành khôn, trái lại hại bản thân mình. Huynh vì trả thù lại hại thêm một mạng người. Không kiến đại sư lòng dạ Bồ Tát, không ngờ lại chết bởi thất thân quyền của huynh. Tôi tự biết có lỗi, tôi có lỗi với đại sư. Tạ Tôn, huynh đừng trả thù nữa, hay là huynh quay về đỉnh Quang Minh đi. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, mối thù này không thể không trả. Cho dù ngọc đá cùng tan, tôi cũng phải giết thành khôn. Cái chết của Không Kiến đại sư chắc chắn sẽ chấn động võ lâm. Người của Thiếu Lâm chắc chắn họ sẽ trả thù. Nếu như Thiếu Lâm dẫn đầu, Nga Mi và Võ Đan nhất định ra sức hỗ trợ, Tam Đại Phái nhất định tham gia chuyện này. Đến lúc đó quân sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Tôi không cần biết nhiều quá. Quân đã gây ra đại họa rồi, chuyện này dính líu rất lớn. Hay là quân lên đỉnh Quang Minh đi. Tôi sẽ không quay về đến Quang Minh, không cần khuyên tôi. Thành Khôn còn ở Thiếu Lâm, không lẽ huynh muốn vô tìm hắn sao? Cô yên tâm, tôi biết xông vào Thiếu Lâm tự sẽ gây ra nhiều chuyện. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với Không Kiến đại sư sẽ không đáo loạn thánh địa Phật môn. Tôi nhất định tuân thủ lời hứa của tôi đối với đại sư. Tạ Tốn, tôi cảm thấy hổ thẹn với đại sư. Tôi sẽ ở lại canh giữ 3 ngày, tỏ lòng sám hối của tôi đối với đại sư. Thành đại hiệp. Các vị trưởng môn, hôm nay mọi người hẹn tôi tới đây thật ra có chuyện gì? Thành đại hiệp, Tạ Tốn giết chết Không Kiến thần năng, chuyện này không phải tầm thường. Ông thân là sư phụ của hắn, đáng lẽ phải có thể hiện chứ. Tạ Tốn tùy tiện giết người, trước đó đã giết bang chủ Cự Kình, bang Mạch Kình. Còn nữa, trưởng môn Thiết Kỳ Bang, La Hạc Siêu, Tiêu Đại Bàng của phái Hải Sa. Ngoài trừ bọn họ, hắn còn giết rất nhiều đệ tử chính phái. Lần này chúng tôi mời ông tới là muốn hỏi ông, thật ra ông đã dạy đệ tử như thế nào vậy? Tuy Tạ Tốn là đệ tử của tôi, nhưng tôi đã chấm dứt quan hệ thầy trò với hắn rồi. Tất cả hành vi của hắn không liên quan tới tôi. Thành đại hiệp, ông nói như vậy thì hay quá rồi. Hắn giết chết Không Kiến thần tăng đã làm cho cả Võ Lâm căm phẫn. Chúng tôi dự tính tấn công đỉnh Quang Minh, bắt hắn giao Tạ Tốn ra. Tới lúc đó hy vọng thành đại hiệp đừng ra tay là được. À, Thành Khôn từ lâu đã có ý xuất gia. Tôi đã gia nhập Thiếu Lâm môn hạ để tốc tu hành. Tất cả ân oán trong giang hồ tôi không nhúng tay nữa. Còn Tạ Tốn, mọi người muốn đối phó hắn thế nào tôi không can thiệp. Thành Khôn thành tâm quy y cửa Phật, chấm dứt trần duyên. A Di Đà Phật. Được, nếu thành đại hiệp đã nói vậy, chúng ta nhất quyết giết Tạ Tốn. Chúng ta cùng nhau tấn công đỉnh Quang Minh, được không? Được. Thành Khôn, tất cả đã đúng với dự đoán của ông, quả nhiên là kế sách tốt.
Dương gia, bây giờ Tạ Tốn giết chết Không Kiến Thần Tăng đã làm cho Võ Lâm căm phẫn rồi. Tin chắc rằng Thiếu Lâm, Võ Đa Nga Mi và Tứ Đại Phái chắc chắn tìm hắn hỏi tội. Vậy lần này Võ Lâm chắc chắn đại loạn. Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan tam đại phái từ lâu đã không màng đến chuyện giang hồ. Không ngờ lần này ông có thể kéo họ vào cuộc. Có bộ kế hoạch của ông, chúng ta đã thành công được một nửa rồi. Không sai. Chỉ cần tam đại môn và tứ đại phái liên kết đối phó Tạ Tốn, vậy thì Minh Giáo chắc chắn sẽ bị liên lụy. Trận quyết chiến này không thể tránh khỏi. Minh Giáo và chính phái, cả hai đối đầu, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Chuyên gia, ông muốn tiêu diệt Võ Lâm Trung Nguyên, ngày đó đã tới, hả? Thành Khôn, quả nhiên ông có kế sách tốt, hả? Giáo chủ, sau khi Tả Pháp Dương giết chết Không Kiến Thần Năng, người của chính phái căm phẫn vô cùng. Họ đang bằng tính chuẩn bị xong lên đỉnh Quang Minh truy cứu chuyện này. Giáo chủ, bấy lâu các đại môn phái căm thù Minh Giáo, không chừng muốn mượn lý do này để tấn công đỉnh Quang Minh thì đúng hơn. Từ đầu tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bành Doanh Ngọc. Dạ. Tôi kêu ông liên lạc với Minh Giáo Ba Tư, kết quả thế nào? Họ nói rằng sẽ không ra tay cứu giúp. Minh Giáo Trung Nguyên và Minh Giáo Ba Tư đã chia ra làm hai rồi, chuyện gì cũng khoanh tay đứng ngoài cuộc. Giáo chủ, Tổng Giáo Ba Tư không chịu giúp đỡ, lỡ như đám người được gọi là nhân sĩ chính phái tấn công lên đây, tôi sợ là đỉnh Quang Minh sẽ bị san bằng. Từ khi Dương Giáo Chủ chết đến nay, Minh Giáo đã chia năm xẻ bảy từ lâu. Bây giờ tân nhiệm nhậm chức, mọi chuyện mới cải thiện đôi chút, lại xảy ra chuyện như vậy. Không lẽ Minh Giáo thật sự khó tránh số kiếp hay sao? Chúng ta cần gì phải sợ chúng? Cùng lắm là đánh nhau với đám người đó thôi, cùng lắm là chết. Chú Điên này là người đầu tiên sống trận. Ê, chú Điên à, bây giờ chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề, không phải là đánh trận đâu. Chính phái bọn họ tấn công Minh Giáo của chúng ta là hào kiếp của Minh Giáo chúng ta. Giáo chủ của chúng ta không muốn sinh linh lầm than làm cho nhiều đệ tử thương vong, ông hiểu chưa? Nếu Minh Giáo chúng ta đánh vào với chính phái, không lẽ lại sợ chúng sao? Giáo chủ, chú Điên quá lỗ mãng, xin giáo chủ tha thứ. Hê, vô ý phạm lỗi thôi. Nhưng mà trong chuyện này, từ đầu đến cuối cũng là do Thành Khôn gây ra. Muốn tháo gốc phải tìm người thắt gốc. Chúng ta phải tìm cách làm cho Thành Khôn xuất hiện. Giáo chủ, ngay cả Tạ Pháp Dương cũng không thể làm được, vậy thì còn ai có thể dụ được Thành Khôn xuất hiện nữa chứ? Không lẽ lần này chúng ta khó tránh số kiếp? Giáo chủ, ngài gọi hết chúng tôi tới đây không biết có gì dặn dò. Tôi tìm được một cách có thể buộc Thành Khôn xuất hiện. Giáo chủ hiểu ra cách hay nào hay sao? Người phụ nữ cả đời Thành Khôn yêu nhất chính là tiểu sư muội của hắn, cũng tức là giáo mẫu của chúng ta. Giáo chủ, giáo mẫu đã chết lâu rồi mà. Chúng ta đào thi thể của giáo mẫu lên, sau đó dụ Thành Khôn xuất hiện. Giáo chủ, dù sao Dương phu nhân cũng là giáo mẫu của chúng ta. Chúng ta làm như vậy sẽ có lỗi với Dương giáo chủ đó. Nếu không làm như vậy, còn cách nào nữa không? Tôi làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi, vì sự an nguy của Minh Giáo, vì lo cho đại cuộc. Đây là cách hay nhất trong tất cả các cách. Tôi tin là giáo mẫu ở nơi cửu tuyền cũng sẽ tha thứ cho chúng ta. Giáo chủ, vậy ngài định làm gì? Đào thi thể của Dương giáo mẫu lên, sau đó quốc xác, bái tế giáo chủ, đồng thời tung tin này khắp thiên hạ. Giáo chủ à, lỡ Thành Khôn không chịu xuất hiện thì sao?
Ê, không đâu, Thành Khôn là kẻ trọng tình. Cựu giáo mẫu là người phu nhân cả đời Thành Khôn yêu nhất. Nếu biết được cựu giáo mẫu bị quốc sát, hắn nhất định sẽ xuất hiện ngay. Nhưng mà... Ê, mọi người đừng đôi co nữa. Thành Khôn có xuất hiện hay không còn tùy tình nghĩa hắn dành cho giáo mẫu nặng cỡ nào. Vì sự tồn vong của Minh giáo, kế hoạch bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Dương gia, Minh giáo công bố thiên hạ nơi chuẩn bị đào thi thể của Dương phu nhân lên quốc xác tế giáo chủ qua cố Dương Đỉnh Thiên. Tại sao chúng làm vậy? Bởi vì nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên chuẩn bị tấn công Đỉnh Quang Minh. Minh giáo kho lòng chống đỡ, hy vọng quốc xác để Dương Đỉnh Thiên linh thiên nơi chính suối giúp đỡ Minh giáo thoát khỏi kiếp này. Không ngờ chúng dùng người chết làm bia bắn. Còn bộ khí số của Minh giáo đã tận rồi. Đúng vậy, bọn chúng làm vậy không giúp ích được chuyện gì đâu. Cho dù là Dương Đỉnh Thiên chết đi sống lại, Minh giáo cũng từng bước nguy nan. Dương gia nói đúng, Dương gia nói rất đúng. Tham kiến Dương gia, ông gọi tôi gấp như vậy thật ra có chuyện gì? Chuyện là vậy, trên dưới Minh giáo đã mất hết phương hướng, chúng chuẩn bị tiêu tài giải kiếp, đòi lấy thi thể của Dương phu nhân để quốc xác tế giáo chủ quá cố Dương Đỉnh Thiên. Cái gì? Thành Khôn, ông muốn tôi xuất quân giành lấy thi thể của Dương phu nhân cho ông hay sao? Lúc còn sống, tôi không thể bảo vệ cổ đàng hoàng. Sau khi cổ chết, tôi càng không thể khoanh tay đứng nhìn khi thi thể của cổ mặc cho người ta làm nhục. Tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Thành Khôn, bây giờ cuộc chiến của Minh giáo và chính phái rất dễ bùng phát. Nếu tôi xuất quân cho ông như vậy, khác nào uổng công vô ích. Tôi đã làm nhiều chuyện cho triều nguyên của ông như vậy, ông cũng không chịu nhận lời tôi sao? Thật ra ông cũng chỉ một lòng một dạ muốn tiêu diệt Minh giáo mà thôi. Chẳng qua chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đúng không? Nếu không nhờ tôi hiến kế, ông có cục diện như ngày hôm nay sao? Đúng vậy, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng ông có suy nghĩ hay không? Nếu không có chỗ dựa này của tôi, ông có thể dựa vào sức lực của ông náo loạn cả võ lâm Trung Nguyên hay sao? Ông nói như vậy tức là không chịu xuất quân. Phải, quân của tôi chỉ dùng để làm việc nghiêm chỉnh, không phải dùng để giành lại thi thể của Dương phu nhân chồng. Chút yêu cầu này của tôi ông cũng không chịu chấp thuận. Nếu ta xuất quân ngay trong lúc này, mũi dao của nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên sẽ chĩa vào ta. Ông nghĩ coi, ta có vì ông làm chuyện giải dột vậy hay không hả? Ông không cần nhiều lời, tôi sẽ không năn nỉ ông nữa. Nhưng tôi nói cho ông biết, từ nay ông đừng hòng kêu tôi làm bất cứ chuyện gì cho ông. Khải bẩm giáo chủ, Thành Khôn nộ khí xung thiên đang lên đỉnh Quang Minh. Cuối cùng Thành Khôn đã xuất hiện. Quả nhiên Thành Khôn đã trúng kế của ta rồi. Đúng là không ngoài dự tính của tôi, hắn thật sự tới đây vì thi thể của Dương phu nhân. Truyền lệnh của tôi, tất cả đệ tử của Minh giáo canh phòng cẩn mật. Dạ, dạ. Di Bất Dương, tiếp tục coi Thành Khôn có động tĩnh gì không. Dạ. Các người là ai? Nhữ Dương Dương có lệnh muốn mời ông quay dây. Thì ra các ngươi cho Nhữ Dương Dương phải tới.
Giáo chủ, thì ra thành không cấu kết với Nhữ Dương Dương. Không biết vì chuyện gì đâu bên trở mặt thành thù. Bây giờ Nhữ Dương Dương phải sát thủ truy sát thành khôn. Không ngờ thành khôn lại cấu kết với Nhữ Dương Dương. Nếu nói như vậy, chuyện xúi dục chính phái tấn công Đỉnh Quang Minh rất có thể là âm mưu do Nhữ Dương Dương và thành khôn bày ra. Giáo chủ, vậy chúng ta phải tính làm sao đi? Võ công của thành khôn cao cường, chắc sát thủ không giết được hắn. Cho dù thế nào đi nữa, thành khôn đã xuất hiện rồi. Thuyết Bất Đắc. Dạ. Ông hãy ra ngoài thu xếp mọi chuyện đi. Dạ. Thành khôn, lần này ngươi làm sao chạy thoát? Giáo chủ, thành khôn đã tấn công lên Đỉnh Quang Minh rồi. Tốt. Thuyết Bất Đắc, chuyện tôi căn dặn ông làm chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã chuẩn bị xong. Vì đại nghiệp của Minh giáo, vì tránh sự hy sinh oan uổng của giáo chúng, phải kinh động di thể của giáo mẫu, thật sự là bất đắc dĩ. Hy vọng giáo mẫu linh thiêng nơi chính suối. Sư muội, sư muội, sư muội. Hả? Tạ Tổ. Thành Khôn, người giết cả nhà của ta. Hôm nay ta bắt ngươi vì 13 mạng người, nợ máu trả bằng máu. Khen cho câu nợ máu trả bằng máu. Sư phụ không trách con đâu. Uổng công ta coi ngươi là hảo sư phụ. Tại sao ngươi giết cha mẹ của ta, hãm hiếp thê tử của ta? Ngay cả một đứa nhỏ mới mấy tuổi ngươi cũng không buông tha. Tại sao? Bởi vì ta muốn lợi dụng ngươi tiêu diệt Minh giáo. Thực ra Minh giáo có thù gì với ngươi? Dương Đỉnh Thiên đã cướp đi sư muội. Chính hắn đã làm cho sư muội ta tự tử mà chết. Mối thù này ta nhất định phải trả. Ta đã từng thề với trời, ta nhất định phải tiêu diệt Minh giáo. Cho nên ta mới lợi dụng ngươi. Chỉ cần hận thù của ta và ngươi càng sâu nặng, kế hoạch của ta càng dễ dàng thuận lợi. Ngươi vì một lời hứa của ngươi, vì một người phụ nữ, vì mối thù của ngươi và Dương Đỉnh Thiên, không ngờ ngươi bất chấp tên thầy trò giết cả nhà của ta. Vì muốn đạt được mục đích vô độc bất trượng phu, ngươi không thể trách ta được. Được, hôm nay để ta và ngươi chấm dứt mối thù này. Ngươi đỡ nổi Hỗn Nguyên Phích Lịch Trưởng của ta sao?
Ta không tin Thất Thương Quyền của ta không đánh bại được ngươi. Thất Thương Quyền có gì lợi hại chứ? Không đáng để ta bận tâm. Thất Thương Quyền giới quyền cuối cùng, tử quỷ tâm mạch, thất giả giải thương. Thành Khôn đã bị đánh rơi xuống vực sâu muôn trượng rồi. Nhân sĩ chính phái cũng đã biết rõ tội lỗi của Thành Khôn, đồng thời cũng biết chuyện hắn và Nhữ Dương Dương cấu kết, và cũng hiểu được tất cả hành vi của Tạ Tốn, hoàn toàn là vì muốn ép Thành Khôn xuất hiện. Thủ phạm thật sự chỉ có một mình Thành Khôn, nhưng Thành Khôn đã chết rồi, cho nên chúng ta không cần phải truy cứu nữa. Từ nay chúng ta không cần lo người của chính phái tấn công đến Quang Minh nữa rồi. Tuy là uy hiếp của Minh giáo đã được loại bỏ, nhưng chúng ta phải trải qua nhiều sóng gió, đã tổn thương nguyên khí rồi. Cho nên từ nay, chúng ta phải trên dưới một lòng, lấy lại uy thế, chấn hưng Minh giáo, dựng lại danh tiếng ngày xưa của Minh giáo. Đúng vậy, chấn hưng Minh giáo, dựng lại danh tiếng, chấn hưng Minh giáo, dựng lại danh tiếng. Tôi định thoái lui giang hồ, không bước vào võ lâm này nữa. Huynh dự định sẽ đi đâu? Phiêu bạc tứ hải, tung quanh thiên sơn. Thiên hạ rộng lớn, ắt có nơi dung thân cho Tạ Tốn này. Tạ Tốn? Cô đừng giữ tôi nữa, tôi đã quyết chí ra đi. Chỉ là những món nợ của tôi đối với cô không thể trả nổi. Giữ ở bên cạnh coi như kỷ niệm đi. Bảo chủ, Tạ Tốn rời khỏi Minh giáo phiêu bạc chân trời, từ đó tới sông Long Dương cai quản đỉnh Quang Minh.
Nhưng Minh Giáo trải qua bao sóng gió này, không khí nặng nề, cho tới khi Trương Vô Kỵ xuất hiện, Minh Giáo lại nổi sóng gió. Dịch vụ thiên gia hậu, ngõ mê cầu minh sâu, lịch kiến phong như lọ bốc, không cảm ngõ chi hậu. Đạt có thiên chế lọ, đạt có phong như lọ, hồi mong ngõ chế giác sáng, siêu mân sợi châu tâu. Sai cái mê mê, ngõ chi chóng sân như lọ, lã ngãn mê mê, ngõ nội sân phan phong hồ, lã ngõ mê phong hồ. Dùng khó mê thịnh bộ, suy khó mê thồng mê, yếu suy phiền màu lâu. Mà ngô phân cân hô, ngô đồ hằng tục mô, cầm ngã sang xuyên luyên mô, ngô chẳng ngô lâu thù. Buồn liệu kinh như đồ, bầu như tông siêu mô, mầu đi khắp phủ nhất sinh, hữu hạnh nan trần thâu.